chào mừng quý vị đến với kênh tin tức mới. Chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video trên kênh tin tức mới của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để có thể nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất nhé. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với tin tức showbiz Việt mới nhất trong ngày. Hờ Hennie tiết lộ chi phí khủng tân trang lại nhà ở quê cho bố mẹ. Thưa quý vị, top 5 Miss Universe năm 2018 muốn tự lên ý tưởng thiết kế không gian sống ở quê để gia đình có cuộc sống tiện nghi hơn. Hoa hậu Hờ Hennie là người đẹp dân tộc đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi nhan sắc Việt Nam, Hoa hậu Hoàng Phủ năm 2017. Cô sinh năm 1992 trong một gia đình người dân tộc Ê Đê tại tỉnh Đắk Lắk. Mới đây, người đẹp 26 tuổi được công chúng thế giới biết đến khi lọt vào top 5 Miss Universe năm 2018 được tổ chức tại Thái Lan. Đây cũng là lần đầu nhan sắc Việt Nam được vinh danh ở top 5 chung cuộc tại cuộc thi lâu đời này. Về nước, Hờ Hennie tất bật với lịch trình gặp gỡ báo giới, giao lưu với khán giả. Với 600 triệu đồng tiền thưởng sau Miss Universe, Hờ Hennie tiết lộ cô dùng toàn bộ số tiền này để làm từ thiện, giúp đỡ bà con nghèo ở quê hương. Gia đình cũng hoàn toàn ủng hộ việc làm có ích cho cộng đồng của con gái. Riêng ước muốn cá nhân, Hờ Hennie tiết lộ đang lên kế hoạch sửa sang lại nhà ở quê. Tại Đắk Lắk, gia đình người đẹp 26 tuổi có một ngôi nhà cấp 4 và một ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Ê Đê. Trước đây, nhiều thông tin so sánh cuộc sống Hờ Hennie trong một căn hộ cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi bố mẹ, anh em của cô ở quê sinh hoạt tại nhà cấp 4. Về điều này, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 tỏ ra khá buồn khi có sự so sánh như vậy. Cô bộc bạch, tôi cũng ước có thể giúp gia đình có một nơi ở thoải mái và tuyệt vời hơn. Nhưng tôi đã hứa sau khi thi xong sẽ sửa lại nhà cho gia đình. Trước đó tôi đã lên kế hoạch rồi, nhưng do thời gian bận rộn, hơn nữa, giao hết cho gia đình tôi lại không yên tâm. Vì vậy tôi hứa rằng sau khi thi xong tôi sẽ lên kế hoạch rõ ràng. Hờ Hennie cho hay cô không muốn thay đổi quá nhiều trong căn nhà cấp 4 vì đó là công sức bố mẹ tích góp xây dựng cũng như là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp tuổi thơ của cô. Theo đó, Hờ Hennie chỉ muốn không gian sống ở quê tiện nghi và đầy đủ hơn. Cô hài hước tiết lộ nhà cấp 4 ở quê trống trơn, sắp tới cô sẽ mua thêm TV, tủ và một số vật dụng cần thiết. Trước câu hỏi có dự định xây hẳn một căn nhà mới cho bố mẹ hay không, Hoa hậu sinh năm 1992 khẳng định điều đó không cần thiết và không phù hợp ở vùng quê của cô. Hờ Hennie thẳng thắn, tôi chưa từng mong muốn sẽ xây thêm một căn nhà lớn vì nó không giúp ích gì cả. Xây một cái nhà bự ở vùng nông thôn thật sự cũng không có phù hợp. Nếu là một nhà sàn mà nói dài và rộng hơn thì rất hợp lý. Riêng nhà sàn truyền thống của Hờ Hennie có một phần sàn bị nghiêng nên cô có trao đổi với bố là mua lại phần sàn cũ khác để thay thế. Theo cô, dùng sàn cũ mới đồng bộ với những phần còn lại trong nhà không làm biến đổi kết cấu chung. Về kinh phí dự trù tân trang lại cho nhà ở quê, Hoa hậu người Ê Đê không ngại tiết lộ, kinh phí rơi vào khoảng 500-600 triệu đồng. Tôi đã lên kế hoạch đo đạc và sẽ nhờ bạn bè chuyên về thiết kế tư vấn. Thành thật tôi không giỏi về nghệ thuật nên sự tư vấn vẫn cần thiết hơn. Hờ Hennie lần đầu trả lời phỏng vấn, đi thi đến cái vali đôi dép cũng phải đi mượn. Quý vị và các bạn thân mến, đêm 6 tháng 1, sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam như vỡ òa khi Hờ Hennie được người tiền nhiệm là Phạm Hương trao lên mình chiếc vương miện. Đây là sự đền đáp xứng đáng cho một hành trình của sự nỗ lực vươn lên vượt qua rất nhiều những khó khăn gian khó. Tân Hoa hậu Hờ Hennie không chỉ được đông đảo công chúng ủng hộ mà còn nhận về cả những lời chê bai thậm chí là biệt thị. Chúng tôi đã nhanh chóng có cuộc trò chuyện với Hờ Hennie giữa thời điểm cảm xúc của cô còn chưa lắng xuống để nghe những chia sẻ rất thật của cô gái Ê Đê trong vai trò là một sứ mệnh hoàn toàn mới Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Phóng viên hỏi, trong suốt hành trình dự thi, đã bao giờ Hờ Hennie thoáng nghĩ mình sẽ là tân Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam chưa? Trả lời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội trở thành Hoa hậu. Tôi cũng chưa từng chia sẻ điều này với báo chí hay bất cứ ai. Tôi không biết thời điểm đó đã có năng lượng nào xuất hiện trong người tôi, nhưng những gì tôi ao ước gần như đã thành hiện thực. Giám khảo nói tôi khiêm tốn quá, nên khi tôi bắt đầu lọt vào top, bản thân rất ngạc nhiên, vỡ òa cảm xúc. Tôi chỉ kỳ vọng mình có thể đi đến được top 10 là cao nhất rồi. Đến phần thi ứng xử tôi thực sự lo lắng, vì xung quanh tôi là những người giao tiếp rất tốt, từ chị Bùi Thị Hằng, chị Mâu Thủy, chị Hoàng Thùy hay là Tiêu Ngọc Linh. Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng mình phải tự tin lên. Ban đầu thì tôi khá là run, nhưng khi biết được ba mẹ đang ở dưới, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi không thi vì bản thân mình nữa, mà vì cộng đồng, vì gia đình của mình. Câu trả lời là những điều mà tôi nói từ trong tim, điều đó tốt hơn những lời nói sáo rỗng. Hỏi, bạn nghĩ sao?
Khi có nhiều tranh cãi về câu trả lời ứng xử, mái tóc cũng như màu da của bạn trên mạng xã hội sau đêm đăng quang. Trả lời, sau khi cuộc thi kết thúc, tôi không lên mạng vì đã khóa Facebook, tôi chỉ online để đọc thông tin, xem hình trên báo chí. Về câu trả lời của tôi, thông điệp tôi muốn truyền tải đó là khi mình giảm thiểu mạng xã hội cũng chính là cách sử dụng mạng xã hội một cách tích cực để kết nối mọi người lại với nhau nhiều hơn. Tôi là người thành thật và nghĩ đơn giản, nên nghĩ gì thì trả lời như thế. Còn mái tóc ngắn hay nước da ngâm không phải chuẩn mực vẻ đẹp của người con gái vốn là quan điểm của đa số người Việt Nam, nhưng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam lại mang tiêu chí khác và đó chính là lý do tôi chọn để đến với cuộc thi này. Hỏi, Hồ Hania có buồn không khi đọc được quan điểm của một nhà báo lấy chính màu da của bạn ra để miệt thị? Đáp, quan điểm cá nhân của người khác thì mình không quan tâm, tôi cũng không buồn, chỉ cố gắng làm sao để hoàn thành tốt và xứng đáng với vị trí mình đang có là được. Hỏi, bạn có lo lắng hay áp lực về lời hứa dành 70% tiền thưởng cho cộng đồng? Trả lời, tôi lo lắng trọng trách phải mang trên mình, tôi lừ đừ chưa thể tập trung được, không biết phải làm sao, biết là mình tự tin, nhưng vẫn không thể ngờ là ban giám khảo lại lựa chọn, tin tưởng để trao chiếc vương miện. Tôi thích số 7 nên khi đó mới quyết định trả lời rằng trao 70% tiền thưởng cho cộng đồng. Lúc về nhà tôi lại bắt đầu suy nghĩ rằng mình sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Nhưng đến hôm nay tôi bắt đầu thực hiện những dự án đầu tiên cho cộng đồng như lời hứa của mình. Hỏi, Hồ Hania có nghĩ trong việc bạn đăng quang Hoa hậu là sự lựa chọn an toàn để đẹp lòng dư luận trước lựa chọn khá căng não là Hoàng Thùy và Mâu Thủy? Sau cuộc thi, tôi chỉ mới gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo, chứ chưa có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Tôi nghĩ ban giám khảo có lý do cho sự lựa chọn của mình và bản thân tôi không có ý kiến hay quan điểm nào về vấn đề này. Hỏi, khoảnh khắc ba mẹ Hồ Hania có mặt trên sân khấu đêm chung kết để chúc mừng con gái khiến cho rất nhiều người xúc động, còn bạn thì sao? Tôi rất vui, tôi nôn nao lắm. Tôi lo lắng ba mẹ không ai đón, không biết đường, sợ ba mẹ đói. Ngày hôm đó thấy ba mẹ tôi đã rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi muốn ba mẹ xuất hiện bên cạnh mình như thế. Trước đây đi học, đi làm tôi đều một mình. Nhưng đi thi hoa hậu và đặc biệt là thời khắc đó, tôi luôn muốn ba mẹ được chứng kiến. Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm gia đình tự hào. Hỏi, việc thi hoa hậu sẽ tốn kém rất là nhiều tiền mà gia đình Hồ Hania kinh tế khá là khó khăn. Đã bao giờ bạn cảm thấy tủi thân vì váy áo của mình không bằng các thí sinh khác, mình không được ba mẹ hậu thuẫn để tự tin hơn hay chưa? Trả lời, tủi thân hay ghen tị thì không, tôi muốn mọi thứ đơn giản nhất. Như đêm bán kết, tôi diện một chiếc đầm trắng đơn giản. Thứ nhất đó là sở thích, thứ hai tôi muốn thể hiện thật nhất cho bản thân mình chứ không phải theo đuổi bất cứ ai cả. Lúc đi thi, tôi thiếu nhiều thứ lắm, đến những thứ đơn giản như cái vali tôi còn phải đi mượn. Những thứ cần thiết hàng ngày như là quần jean, dép sandal tôi đều đi mượn cả. Tôi thấy vui vì mình khó khăn nhưng bạn bè xung quanh luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tôi không bao giờ nói với ba mẹ rằng con thiếu cái này cái kia, tôi chỉ nói rằng con đi thi cần phải mua ít đồ nên không thể hỗ trợ ba mẹ nhiều. Nhưng ba mẹ tôi nói không sao, cũng sắp đến mùa cà phê, đàn heo sắp đẻ. Nghe mình cũng thấy mừng và an lòng hơn. Đi thi một cuộc thi lớn mà chẳng có nhiều tiền tôi cũng lo, nhưng mà tính tôi không ngại, thiếu cái gì thì mình mượn cái đó. Hỏi, liệu rằng sau danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ, có còn một cô gái Hồ Hania hiền lành giản dị hay là một chiếc áo hoàn toàn khác, quên mất đi cả quá khứ đầy khó khăn của mình? Trả lời, tôi có nói với ekip của mình rằng không biết sau cuộc thi này tôi có thể kiếm được tiền hay không, nhưng tôi rất muốn thực hiện được hết những lời đã nói cho cộng đồng. Tôi không cần mặc đồ đẹp, nhưng mỗi lần xuất hiện phải thật là chu đáo. Hỏi, một tân hoa hậu sẽ rất bận rộn, thực hiện sứ mệnh cho cộng đồng sẽ thiếu mất thời gian để quan tâm đến gia đình mình. Tôi là người luôn gắn bó với gia đình. Ngay từ đầu, điều gì tôi làm cũng đều xuất phát từ gia đình, kể cả việc thi hoa hậu. Tôi mong rằng trong thời gian đương nhiệm, tôi có thể cố gắng sắp xếp để hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng, cho công ty và cả gia đình của mình nữa. Những lúc mệt mỏi, tôi sẽ tìm về với gia đình. Hỏi, bạn quan tâm đến cộng đồng nhưng có bao giờ nghĩ sẽ làm gì cho gia đình, cho những người em và cho cả chính bản thân mình không? Trả lời, tôi còn một người em đang làm công nhân ở Bình Dương. Tôi có nói với em rằng nếu cần điều gì thì phải do chính bản thân em kiếm. Vì gia đình mình làm cà phê cũng khó khăn, chỉ đi thi không kiếm tiền hơn 3 tháng nên cũng chẳng hỗ trợ được cho gia đình. Nếu em muốn mua gì cho mình thì phải tự lập. Em tôi đã tự đi làm và tôi ủng hộ điều đó. Dùng sức của mình để kiếm tiền là tốt mà. Nhưng sau này có điều kiện hơn thì tôi muốn em tôi được học nghề và có công việc ổn định. Từ lúc đăng quang đến giờ tôi chỉ lo lắng xem mình sẽ làm gì cho cộng đồng, chứ thú thật chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho mình, sẽ đi spa thư giãn hay chăm sóc bản thân mình ra sao. Tôi muốn làm những điều tôi đã hứa trước đã. Hỏi, sau Phạm Hương thì bạn được công chúng ưu ái gọi là cô hoa hậu truyền cảm hứng, bạn có nghĩ mình đã xứng đáng với danh xưng này? Hoàn toàn xứng đáng thì chưa, tôi không muốn nói một điều gì đó quá chắc chắn vì để chạm tới được cái danh xưng truyền cảm hứng thì phải cần thêm nhiều thời gian cũng như làm thêm nhiều việc khác nữa. Tôi muốn đi từng bước truyền cảm hứng đến mọi người thì đó đã là niềm vui của tôi rồi. Hỏi, bạn có lo lắng khi bị so sánh với người tiền nhiệm quá xuất sắc là Phạm Hương hay không?
Tôi không nghĩ đến điều này, vì tôi và chị Phạm Hương là hai người hoàn toàn khác nhau. Ngay từ nhan sắc đã rất khác nhau rồi, tôi chỉ muốn hoàn thành những điều mình nói và có định hướng mới trong vấn đề về cộng đồng. Tôi muốn có điều gì đó thật mạnh, chứ không phải chỉ nói đơn thuần. Tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ bắt đầu như thế nào, nhưng hy vọng trong thời gian tới, tôi và ban tổ chức sẽ cùng nhau thực hiện được những điều đó. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay thì mọi người hãy like, share cho video và đừng quên để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh của chúng tôi để có thể đón nhận những video mới nhất và cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.